Đức Phật dạy rằng này, các tỳ kheo có hai sự tầm cầu, thánh cầu và phi thánh cầu, tức là một cái sự mong cầu của bậc thánh và một cái sự mong cầu không phải, không có nằm trong giới luật của bậc thánh, không có nằm trong giáo pháp của bậc thánh. Hai cái sự mong cầu này khác nhau. Muốn nói là cái người mà học pháp, thọ trì pháp, sống với có hiểu pháp ấy, thì cái người đấy sẽ có một cái mong cầu cao thượng, thánh thiện. Còn những cái người mà không biết gì đến giáo pháp, thuần sống theo cái pháp thế tục thì sẽ có cái mong cầu, đó là mong cầu ngoài cái giáo pháp thánh thiện này, thì cái sự mong cầu đó sẽ hoàn toàn khác nhau. Và đây Đức Phật sẽ chỉ rõ hai cái sự mong cầu đấy. Tỳ kheo, thế nào là phi thánh cầu? Các tỳ kheo, có người tự mình bị sanh lại tầm cầu cái bị sanh, tự mình bị già lại tầm cầu cái bị già, tự mình bệnh lại tầm cầu cái bệnh, tự mình chết lại đi tầm cầu cái chết, tự mình sầu bi khổ ưu não lại đi tầm cầu cái sầu bi khổ ưu não, tự mình ô nhiễm lại đi tầm cầu cái ô nhiễm. Đấy là cái một, đấy là cái điều mong cầu của những cái người vô minh, tức là tự mình cũng sanh già bệnh chết sầu bi ưu não ô nhiễm thế này, mà lại đi tầm cầu một cái khác cũng già bệnh chết như mình. Thì cái gì là cái sinh ra bệnh chết sầu bi ưu não này? Đó là này. Rồi Đức Phật dạy này, các tỳ kheo, vợ con là cái bị sanh, đầy tớ nam đầy tớ nữ là cái bị sanh, gà heo voi ngựa là cái bị sanh, rồi những cái người ấy chấp thủ vào cái bị sanh ấy, nắm giữ tham đắm mê say chúng, tự mình lại để đi tầm cầu cái bị sanh. Đấy là một cái tầm cầu rất là thông thường ở trên cuộc đời. Người nam thì sẽ tầm cầu một người nữ mà bản thân mình cũng sanh, cũng già, cũng bệnh, cũng chết, đi tầm cầu một cái sanh già bệnh chết đó. Rồi tầm cầu là mình tầm cầu một người nữ thì đi tầm cầu người nam tầm cầu người nữ, rồi tầm cầu có con cái. Khi mà kết hôn rồi mà không có con thì phải đi cầu tự, cầu con. Rồi là cầu có nhiều tài sản, bất động sản, động sản, hay là voi, ngựa, hiêu bọ, nợn gà, chó mèo, những cái con súc vật để chăn nuôi. Tức là đấy là những cái tài sản hay là những cái người giúp việc. Đấy nữa. Thì đấy là tầm cầu thông thường ở trên đời. Rồi tự mình bị già, cũng đi tầm cầu cái bị già. Tự mình bệnh, tầm cầu cái bệnh. Tự mình chết, tầm cầu cái chết. Tự mình sầu bi ưu não, tầm cầu cái sầu bi ưu não, tự mình nhiễm ô, tầm cầu cái nhiễm ô. Thì đấy là những cái mà có sanh, là chính là vợ con, vợ con hay là những cái đầy tớ ơn nam, hay là những cái người giúp việc, và tất cả những cái loài gia súc gia cầm mà mình chăn nuôi ở trong gia đình. Đấy là những cái nó thuộc về những cái chúng sinh hữu hình hữu tình. Còn cả những cái vật vô tình nó cũng vậy. Hay là có người thì tầm cầu nhà cửa. Rồi nhưng mà cái nhà cửa này nó cũng sinh trụ dị diệt, tức là nó cũng sẽ bị hoại diệt, bị mục nát. Tầm cầu vàng bạc, tầm cầu tài sản, xe cộ, tiền bạc, cái tất cả những cái đấy thì nó cũng hủy hoại theo thời gian. Hay là danh vọng, chức quyền, tất cả những cái đấy nó cũng không có trường tồn mãi mãi được. Thì những cái loài hữu tình thì nó có sinh già bệnh chết sầu bi ưu não nhiễm ô. Nhưng mà những cái vật vô tri, những cái thuộc về vật chất, thuộc về những cái vật vô tình ấy, nó cũng mỗi ngày nó cũng đổi thay. Tức là lúc đầu thì nó mới mẻ, nó đẹp đẽ, nhưng mà trải qua năm tháng thì nó cũng hoại diệt, nó cũng mục nát, nó cũng hư hỏng, chứ chẳng có cái gì nó tồn tại mãi mãi được cả. Đấy là mọi thứ ở trên cuộc đời nó không có thường tồn, thường hằng mãi mãi như thế. Thì cái người nào mà càng có nhiều vợ con thì cái người đó sẽ càng có nhiều cái nỗi khổ, cái sầu bi về cái nỗi già này, cái bệnh, tức là bản thân mình cũng bệnh. Rồi có một vợ thì sẽ có thêm một bệnh nhân, có 10 vợ có 10 bệnh nhân, có một con thì sẽ có một bệnh nhân, có 10 con, 100 người con thì có thêm 100 người bệnh. Rồi có cái già nó cũng thế, rồi đến lúc cũng có chết thế.
bản thân mình cũng chết, mình có nhiều vợ thì con thì có sẽ có nhiều cái chết chóc thiên y, có nhiều bản thân mình cũng đầy tham sân si, có nhiều vợ con tài sản thì lại cũng thêm đầy những cái tham sân si, đấy là những cái ô nhiễm. Ô nhiễm là những cái tham dục, những cái sân hận, những cái tà kiến trên cuộc đời, bản thân mình cũng còn đầy những cái ô nhiễm đó, mình hàng ngày mình luôn luôn khổ sở với những cái ô nhiễm, những cái phiền não sầu bi đó. Rồi bây giờ mình lại tham đắm chấp thủ và thêm rất là nhiều những cái phiền não, những cái ô nhiễm đấy nữa. Cho nên ở trên đời vẫn cứ nghĩ rằng à mình sẽ lấy được một cái cô vợ này hay là một cái cô gái này, nghĩ là mình sẽ lấy được người chồng này chắc mình sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng mà đến khi mà lấy về rồi thấy là ôi trời, cái người này nó đầy rẫy tham sân si, đầy rẫy những phiền não ô nhiễm, đầy rẫy những cái nỗi khổ về thân về tâm. Rồi đến lúc về mong cầu có con cái nó lớn lên thì cứ nghĩ rằng là mình sẽ an vui hạnh phúc lắm, nhưng mà rồi nó cũng thế, nó cũng đầy rẫy những phiền não tham sân si, nó đầy rẫy những cái tà kiến, những cái nỗi khổ về thân về tâm như vậy. Thì đấy là cái mong cầu của người đời là như thế, là bản thân mình cũng như thế nào, khổ đau như thế nào, nhưng vì không nhìn ra cái sự nguy hiểm đó, không nhìn ra cái sự nguy hiểm của sinh già bệnh chết, sầu bi ưu não và ô nhiễm đó, cho nên mình lại đi mong cầu, hay là mình lại chạy theo, hay là mình lại rước thêm nhiều cái khổ đau vào nữa, cho nên là đã khổ nó lại càng thêm khổ. Cho nên là cái khổ trong cái khổ, cái khổ trên cái khổ này quấn quýt lên cái khổ kia, cứ vậy mà sống ở trong đau khổ. Đấy là cái tầm cầu phi thánh cầu là thế. Còn Đức Phật lại dạy cái tầm cầu của bậc thánh này, và này các tỳ kheo, thế nào là thánh cầu? Ở đây này các tỳ kheo, có người tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sanh, tìm cầu cái vô sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình bị già, sau khi biết rõ sự nguy hiểm của cái bị già, tìm cầu cái không già, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình bị bệnh, tự mình bị chết, tự mình bị sầu bi ưu não nhiễm ô, tìm cái không có bệnh, không có chết, không sầu bi ưu não và nhiễm ô, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là thánh cầu. Tức là vậy thì ở trên đời này vợ con hay gia súc gia cầm, tất cả mọi thứ là cái có già bệnh chết sầu bi ô não nhiễm ô này, vậy cái gì là cái không già, không sinh không già không bệnh không chết không sầu bi ưu não và nhiễm ô, cái gì đây? Đây mới là cái sự mong cầu. Tức là đây thì cái con đường này, mong cầu ở đây này, mong cầu những cái pháp thượng nhân, mong cầu những cái chi kiến thủ thắng, mong cầu cái tâm giác ngộ, cái sự giải thoát, thì đó là cái mong cầu nó vượt ra ngoài khỏi cái sinh già bệnh chết, khỏi cái sầu bi ưu não, khỏi cái sự ô nhiễm tham sân si phiền não này. Thì đấy là cái sự mong cầu của bậc thánh nhân, đấy là cái mong cầu để chứng đắc các thánh đạo thánh quả. Còn cái người nào mà cứ đi mong cầu chạy theo những cái tham dục, rồi mong cầu những cái tầm thường ở trên cuộc đời, thì cái người đấy không thoát khỏi cái khổ đau, những cái phiền não, những cái vô minh, những cái tham ái, chỉ dẫn đến khổ đau mà thôi. Còn cái sự mong cầu đây là đi ngược lại với cái sự mong cầu của cái thế gian, đó là mong cầu đoạn trừ cái vô minh đó, mong cầu đoạn trừ cái tham ái ấy, mong cầu đoạn trừ được cái chấp thủ đấy. Bởi vì cái sự vô minh lầm tưởng ấy, cái sự tham ái ấy, cái sự chấp trước ấy, đây là vợ con tài sản của tôi ấy, mới là cái nguyên nhân sinh ra những cái nỗi khổ lâu dài. Đấy mới là cái sợi dây trói buộc con người ở trong một trong cái bánh xe luân hồi. Nó cũng giống như là cái dây xích, nó cột con chó, rồi con chó nó đi ngang đi dọc, đi lên đi xuống, nhưng nó không thoát khỏi cái dây xích ấy. Cũng vậy, vợ con nhà cửa, những cái gia súc gia cầm, những cái tài sản ấy, nó là cái sợi dây nó trói buộc cái chúng sinh, dù được nhiều hay được ít, loanh quanh luẩn quẩn
không thoát ra khỏi cái dây xích ấy. Vậy cái tầm cầu ấy là cái tầm cầu rứt đứt được cái dây xích ấy ra để được giải thoát. Tầm cầu làm sao để mình không còn tham ái với vợ con nhà cửa, không còn tham ái với gia súc gia cầm, không còn tham ái với bất cứ những cái vui thú dục lạc ở trên cuộc đời nữa. Thì cái đấy là cái sự tầm cầu, cái mong cầu, cái ước nguyện của những bậc thánh nhân cao thượng đi ngược lại với những cái mong cầu, với những cái ước nguyện của những cái người vô minh tham ái ở trên cuộc đời. Hai cái sự mong cầu này khác nhau mà đi ngược lại với nhau, như một con đường đi lên và một con đường đi xuống vậy. Như một cái người xuôi theo dòng nước trôi và một cái người bơi ngược lại dòng nước vậy. Như một cái người đi xuôi đường và một người đi ngược lại cái con đường đó vậy. Hai cái con đường đạo, đường đời này quay lưng lại nhau, đi mỗi người mỗi hướng, không có cùng một cái hướng, không có cùng mục tiêu, không có cùng một cái mong cầu. Vậy cái người sống với cái pháp thế gian có cái mong cầu khác, có cái khuynh hướng khác, có cái mục đích khác, có cái nơi đến là sinh già bệnh chết. Còn một cái người hiểu đạo, biết hướng cái tâm mình để mong cầu một cái con đường đạo thì sẽ đi đến cái vô sinh, bất tử, không còn sinh già bệnh chết, sầu bi im não nữa. Đấy là hai cái đích đến khác nhau do cái sự mong cầu khác nhau. Và lúc này Đức Phật đã nói về cái cuộc đời của mình. Đức Phật lấy luôn cái bản thân mình ra để làm cái tấm gương, làm một cái người đã đi mở cái con đường, đã khởi lên cái ý nguyện, đã mong cầu cái con đường thánh thiện này. Đức Phật nói, này các tỳ kheo, ta cũng vậy. Trước khi giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác, còn là Bồ Tát, tự mình bị sanh, lại đi tầm cầu cái bị sanh, tự mình già, tầm cầu cái bị già, tự mình chết, đi tìm cầu cái bị chết, tự mình ô nhiễm, đi tầm cầu cái ô nhiễm. Thì lúc đấy, ngày xưa khi Đức Phật chưa thành đạo, ngày lúc ấy còn là Bồ Tát, lúc đấy ở trong cái kiếp chót, ở trong cái kiếp cuối cùng này thôi, chưa nói gì đến vô lượng kiếp trước. Lúc khi mà Ngài đã sinh ra ở cái kiếp cuối cùng này là Thái tử Tất Đạt Đa vậy. Ngài lớn lên Ngài cũng đi tầm cầu cũng vậy, cũng đi tìm một cái người nữ đẹp để kết hôn, cũng có sinh ra những cũng có sinh con cái, rồi là cũng có voi ngựa, cũng có những gia súc gia cầm, cũng có những cái người làm công đầy tớ nam đầy tớ nữ, đầy ắp cả trong cung điện. Ngài là một vị vua có rất nhiều cái tầm cầu, và cái điều Ngài mong cầu nó rất là dễ dàng, đạt được những cái điều mong cầu đó một cách sung mãn, không thiếu một cái gì cả. Không như là bây giờ rất là nhiều người mình cũng mong cầu đấy, nhưng mà rất là khó để mà đạt được những cái điều mong cầu đó. Nhưng mà đối với một vị Bồ Tát có cái phước lớn, cho nên là mong cầu những cái phước ở thế gian đó nó rất là dễ dàng, Ngài không có khó khăn gì cả. Nhưng mà có cái này, cái người đời dù mình có được hay là mình chưa đạt được cái điều đó thì không bao giờ thấy được cái sự nguy hiểm ở trong những cái sinh già bệnh chết đó. Còn đối với Bồ Tát, vì cái trí tuệ giác ngộ, cái ba la mật nó đã chín mùi rồi, cho nên Ngài đã phản tỉnh, đã biết suy xét lại những cái điều mong cầu của mình, nó có đem lại hạnh phúc không hay nó đi đem lại khổ đau. Nên Ngài suy nghĩ rằng, tại sao ta bị sanh, ta lại đi tầm cầu cái bị sanh? Tại sao ta già bệnh chết sầu bi ưu não nhiễm ô này, ta lại đi tầm cầu cái già chết sầu bi ưu não nhiễm ô này? Cho nên là lúc đấy Bồ Tát có nói với cái vị hôn phu của mình Gia Du Đà Na rằng là một ngày nào đó thì nàng cũng sẽ phải già, phải bệnh, phải chết, nhan sắc cũng sẽ phai tàn. Tất cả những thế, những người thân xung quanh mình cũng thế, ai cũng sẽ phải phai tàn đi, không còn ai có thể tồn tại mãi được. Vì vậy cho nên ngay từ cái lúc đấy Ngài đã muốn đi tìm một cái con đường không có già bệnh chết, không sầu bi ưu não rồi, dù có bị ngăn cản, dù mọi người xung quanh không ai đồng tình điều đó, nhưng Ngài vẫn phải quyết chí đi tìm một cái con đường mà nó không còn sinh già bệnh chết này. Đấy là một cái mong cầu vĩ đại, một cái mong cầu cao thượng, một cái mong cầu rất là hiếm có ở trên cuộc đời, đã mở ra một cái con đường cho những cái người thiện chí sau này
cũng khởi lên cái mong cầu như vậy và đạt được những cái điều như thế. Rồi Đức Phật dạy này các tỳ kheo, sau một thời gian khi ta còn trẻ niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy đủ huyết khí tuổi thanh xuân, trong thời vàng son của cuộc đời, dầu cha mẹ không bằng lòng, nước mắt đầy mặt than khóc, ta cạo đầu, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, ta xuất gia như vậy. Một người đi tìm cái chí thiện, tìm cầu vô thượng, tối thắng, an tịnh đạo nộ,